Trong trường của bạn á các bạn. Thì xe này thì bạn Nam mới lấy cách đây khoảng 2 ngày thôi tại cửa hàng Abon. Thì ở đây nó có từ Monster là quái vật các bạn ha. Nhìn nó cũng rất là gấu. Ở ngoài thì nhìn nó lớn, nó nằm ngon lắm. Thì dòng xe này nó sẽ sử dụng cái tấm là 2.4 để chống trộm cắp. Thì khi đi chơi tôi festival á thì nhiều người chơi xe điều khiển thì các bạn dùng sống sẽ rất là khó đua, cho nên bạn Nam đã đề nghị với lại anh Phi là trang bị cho bạn Nam khi chiếc xe sống này từ nay và tranh thủ lúc bạn Nam chưa về thì anh Phi sẽ test như thế nào. Và tất nhiên là chơi xe điều khiển chúng ta đầu tiên mình lắp pin vào, rồi chúng ta chỉ cần mở lắp on lên thôi. Rồi ở đây đã mở on lắp xe lên rồi, thì ở đây chúng ta sẽ mở on và khi này nó nháy đèn lên ý là nó đã có điện rồi đó. Chạy ha, chạy phải. Rồi tính năng chạy thì anh Phi sẽ cho nó xuống dưới đất cái đã, rồi chúng ta sẽ test cái tính năng chạy tới chạy lui của nó ha các bạn ha. Đá cò, tiếp cò. Đây là xe điều khiển. Có nhiều bạn sẽ hỏi anh Phi đó, xe điều khiển chơi sao chú Phi? Nói xe điều khiển thì chơi điều khiển chứ sao? Chúng ta là ta nếu là tay điều khiển thì các bạn cho bấm được một cái nhịp nào đó thì sẽ test cái tay điều khiển cho bạn xem. Ở đây là súng bắn, súng cò, tiếp cò để chạy tới và đá cò để chạy luôn và kết hợp quẹo để chúng ta lấy lái. Yeah.
sau nhiều năm chiến bại thì năm nay được trang bị xe mạnh, tốc độ và hâm hóng như thế này thì bạn Nam sẽ chiến thắng. Xe này thì ở cửa hàng anh Phi không có nhiều đâu.